Ông Kirill Budanov, quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm 31 tháng 1 rằng Nga sẽ tiếp tục gặp nhiều vấn đề cho đến khi chấp nhận rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine úp mở cho biết Kiev hiện có người gài chất nổ trên lãnh thổ Nga và sẽ có chuỗi tấn công phá hoại trong thời gian tới. Khi được hỏi về sự liên can của Ukraine trong cuộc tấn công vào cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022 và hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào các căn cứ không quân ở Nga hồi tháng 12 năm 2022, ông Budanov từ chối xác nhận lực lượng đặc nhiệm Ukraine đứng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sau này sẽ có nhiều cuộc tấn công tương tự. Điều này đã phá vỡ ảo tưởng về sự an toàn của Nga. Có người gài chất nổ, có máy bay không người lái, sẽ còn vấn đề bên trong nước Nga cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông cũng đưa ra cảnh báo đến Điện Kremlin rằng ngay trong chính nội bộ chính phủ Nga đang có những người cộng tác với Ukraine mà Kiev tích cực hỗ trợ. Ông Budanov tiếp tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải làm mọi cách để đảm bảo tái thống nhất Crimea vào mùa hè và bác bỏ những ý kiến cho rằng Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu quân đội Ukraine tấn công bán đảo này. Ông nói, đó là một chiến thuật gây sợ hãi. Nga là một đất nước có rất nhiều đặc tính, nhưng trong đó không có sự ngu xuẩn. Xin lỗi, nhưng nó sẽ không xảy ra. Thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân sẽ dẫn đến không chỉ thất bại quân sự cho Nga, mà còn là sự sụp đổ của nước Nga. Nga đã sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014. Moscow tuyên bố bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ Nga và cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh thổ bằng vũ khí mạnh hơn. Đầu tháng 1, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cũng cảnh báo rằng một thảm kịch toàn cầu có thể ập đến với nhân loại nếu phương Tây tiếp tục trang bị vũ khí để Ukraine có thể sử dụng nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga được kiểm soát. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,